rồi các bạn. Nay anh đổi chiếc Camer của công ty Trường Tính các bạn. Con này mới lấy luôn anh em, nên anh điện mình vô quay lên cây trường máy đồ cho mọi người xem này. Con này mới lấy gì luôn các bạn, F3 gì được mấy lớn. Rồi cái trang lên máy luôn các bạn. Rồi rút lên nhìn đây mình quay cho anh em coi. Cái mà. Để mày xuống cánh con gà đi quay. Dạ. Gà cậu đi. Dứt. Thôi. Ngày nay ăn uống gì ơi. Rồi là máy kéo xuống đây nè. Giới thiệu mua cái 95 với nguyên bộ này là 300 mấy. Máy với 5. Mua lại chiếc xe. Sao các bạn, máy này của công ty Trường Tính, đây nó có tạ dằn đít luôn nè, đời sau nó có tạ dằn luôn, lúc trước mình quên nhưng không có ba cục tạ này đâu, này mới dằn sao hay gần thì anh em khỏi chơi, cái gần này siêu to khổng lồ mà nó tối quá này, gần lớn kinh thiên, lớn hơn gần 100 luôn, độ rộng của nó thì anh em cũng biết rồi, thì cái này nó hơi tối, thì anh đang cúng nha, cái bô này, cái cổng xích này thì cải tiến lên rồi các bạn. Xích này 5 tắc gữ á. 5 tắc gữ nè. Nè mấy không? Lớn nè. Còn của bánh thằng. Quá máy này mới mua về. Anh điện lúc trước anh có mua máy của mình. Rồi anh điện mình xuống quay cây trường cái máy của anh các bạn. Cụ tàng ông nó rất là thưa luôn các bạn. Lỗ rất là lớn luôn ha. Máy này khá đẹp. Đây mình quay chi tiết cái hàm, hàm này 2m2 nè. Đây anh chủ anh sợ sạn cúng máy cúng kiến thì chứ sạn xuống đồng bữa đầu tiên luôn, khai trương máy luôn các bạn ơi. Đó. Anh này anh Kiệt anh ở dưới ở đâu anh, ở kinh mười mấy anh? Kinh 12 năm hái các bạn. Đây, cũng dễ trái cây ha, rồi động tàu cầu độ mà làm ăn im xuôi. Rồi thì máy này thì cải tiến ra được cái hàm lớn chút xíu nè, lớn hơn hàm trước chút, dưới lên được cộng xích 5 tắc gữ, 5 tắc gữ nhưng mà như 53 90 53 mắt số thì vẫn như cũ, số này được 5 phân gai cao lên cái gầm xích gai cao thì gai lúc, cao ra được 5 phân nữa lúc trước thì anh chạy lầy hơi cái gọng xích thì nó hơi ấy hơi yếu, anh em giờ lên xích lớn rồi gầy cho nó hay. Hôm nay thay trời ơi khu vực phía nam mình thầy ơi khu vực thế nào đâu cũng có thầy hết. Số này là hộp số gan khối các bạn, lúc trước mình có quay rồi, nói chung nó cũng y gan cái đời trước thôi, chỉ lên cái hàm dưới lên cặp xích cơ vẫn là 100 lực. Giờ chút xíu ra đồng chạy thì gần rất là lớn, chưa lớn mua nha các bạn ơi. Thôi thầy sẽ cho lên cam bay theo. Ừ hả, đây hậu dài quá chắc bay, chắc bay theo quá, hậu quá dài. Đây đang cúng anh em, có cái hàm lớn nha các bạn. Máy này thì mới mua là 1.495 triệu nha anh em, thì có hỗ trợ cho anh em chút đỉnh luôn. Thì Dường Tính cái này mình không quảng cáo tại vì Dường Tính này mình lúc trước mình có quay rồi. Thì mình cũng không quảng cáo với ai ha. Anh em nào muốn mua đâu mua thì giá cái điểm này anh chủ nói với mình vậy. Rồi, đây máy xuống đồng nha anh em. Cái này máy đời mới cải tiến ha. 2m2. Mới khai trương luôn. Ra đồng bữa đầu luôn các bạn. Ở đây cảnh thiên coi lắm nha anh em.
dơm 100 me thì lúc mới anh em thì cái hành đập nó rất là dày, chạy gần rất là nhanh nè. Con này hàm lớn anh em, hàm 2m2, đời mới hơn cải tiến có dằn tạ chứ lên được cặp xích to mà dẫn 53 á, nhưng mà 5,5 con này thì gom thì ok, cái này xài trồng xả vàng gặp đầu các bạn, đây đường gom rất là nhừ nha nè, nhưng mà nói chung coi lúa thì nó không có ra gì mấy nè, ok không, nhưng mà này nó hơi nhừ các bạn, tại vì máy mới này chạy khoảng vài trăm công thì nó sẽ hết nhừ lại ha. Bắt đầu anh em ngoài bắt đầu đang đi sửa dặn vô thì cái máy phim mình cứ như thế này, nó hư thì trời đang mưa đó nè các bạn, chưa quay được chạy nữa là trời mưa tới luôn anh em. Ủa, đã mưa luôn anh em. Này hồi sớm chạy 6 hành thì nó hơi nhừ gom, bây giờ anh em nó chạy 3 hành lại các bạn. Để quay cho anh em coi. Mấy anh công ty dơm anh xuống nó mở ra các bạn ơi. Đây, để mình mở cho anh em coi dậy 3 hành nè. Nói chung gom nó hơi nhừ. Nói chung mấy chiếc này máy mới thì găng hơi dày anh em. Nãy chạy nước. Anh em thấy dấu ốc mở cái này không? Ngoài mình thấy đó nhưng mà không biết anh em nhìn thấy không được. Còn chạy 3 hành nha anh em. Đây găng. Găng quá. Dạ, siêu to không lọt. Bữa nay mưa rồi chắc không chạy dịch nữa, chắc nghỉ nha. Chào các bạn nha. Thì bên mình có nhận làm tem cái này nè các bạn. Tem gì nè các bạn. Đó. Đây. Nguyên combo này là 1,2 triệu nha anh em. Đó. Thì cái này là mặt nạ ngoài trước nè. Đây là chữ Thái. Còn này là dán him. Này là của anh em tên Hành Lị 67D1 tốc độ mãi đỉnh. Cái này không thì